ಇಟಲಿಯನ್ನಾಗೆ ಜಂಪ್ ಕಲೀಲ ಜೋಸಿ ಅಸಿನ ಭಗವತ ಮೋರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಸಿದ ಶಿವಂಡಿರಲ್ಲ ಜಂಪ Okay.
对，真的好对呀、啊。No, yo no me acato. No sé qué. ¿Qué es eso? 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 Ai cho xin tha xin na da xi cho xứ dựng lên cha ca cơ nay ca ca nó về nó có hình như không có hình như nó thứ hồ hồ à có cái chè lỗ sát tổ lên cha na cái cây ca nó có tổ lên không có cây gì nữa cái cá nó anh cha sắp lớn nè vừa sợ nhân cha chè vừa thêm bỏ nhân cha sữa vừa sợ nhân cha chè vừa chè bỏ giống lâu xí nè chắc còn liu cha cá phú về là cho nó là số máy cho nó chỉ là số tay cho tại cho cái gì chúng ta cái nó số máy cho thế này cái nó cho nó là của lô cờ liền nó cho nó chơi thật từ trong tuổi thằng nó chơi sẽ cho máy tiền đó mua một cái nó từ 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 rồi nó lô cờ nó là kiểu liền nó có bên này cho mình nhổ là chỉ tôi xì cho nồng già nó chơi chén tôi nên xong giờ lên hai đi là để dùng tiền đi nữa
tôi nói chuyện thế mà đi trò cắt xong là chuyển liền rồi. Có tới hôm nay tới chè là mua một nó một khẩu nó khẩu hào bây giờ nó tổng chạy đi gì chè không là tôi mua đi vào lúc ấy thì nó là thế nó phải đi cho xe nè bây giờ bây giờ là tôi muốn chùa một xíu thì nó rau nó rau nó thế nó nói chè mua cái món chè chỉ bỏ cái chấm mắm ta xía tôi mua không đau cái này đó chả giờ đi tôi về bỏ như sao thì tôi là cô chỉ cháu một chỉ chờ lại xem đã cắt xong là chỉ liên rồi là na đông lại cho trên thực kiện nói chê thật tình nữ xía tôi chê là mất gì là có nên làm chê nên tao xin á lần nào xa tí lần nào chớ lại sao tất cả em có quá liếp lắm rồi bé bé rồi cả có lần nào đúng chứ chợ đi rồi chết hiện tại nước kỳ đuôi giờ thế nữa nhiều đuôi Thank you.
chân là chè cô lo thao là thế chè chân tao là nó chè lúc của tao thực kỳ là xưa chỉ chọn đi xuất về siêu cấp chứ. Thank you.
我这就老那这人弄人大都差不多呢，人气这比那商量老大。เดี๋ยวเราลองนอนดับมึงเนี่ยเราโอเคเลยหนึ่งเราอินเดมันเทอิสานเลยหูจ้าอินเดลุกลุกกว่าไงร้านนะเว้ยนี่ไงก็นี่ไงก็เป๋เชี่ยแต่เราเชี่ยเดี๋ยวตีมาเดี๋ยวเรามาลองนอนได้เราลองนอนมาเดี๋ยวมึงจะที่ยังจะถึงมาถึงตลาดเขาได้แต่เนาะล่ะเดี๋ยวเช็ดตัวแล้วจะเนี่ยก็ข้ามาได้ใจเสียคุณนะเราเจอเขาได้มาจนถึงก่อนน่าเชื่อแน่เลยสิเราเจอก็ต้องตัดเกลือก็ต้องตัดหัวแย่นะเราเจอก็ต้องน่าได้ดับหลบแต่ลูกเตะตอบลูกหลบมาจนเจนนะเที่ยงนั้นเจนไปยืนเจนได้เป๊ะเนาะตุลน่ะตาเจได้รับถูกเจเลยจะไปจะลองเดี๋ยวเต้นเราเลยต้นตอนจะจบเกินแล้วนะเดี๋ยวรู้ปันนะจะไปสักเก่งสินะตัวนายเจจนเจเนี่ยจะก็อยากกัดเด่นนะเนาะเจหลอกไปนอนนะเจกับจ้าเล่นกันเหรอชอบตัวไปตัวนี้ถึงตัวที่เขาปล่อยเนี่ยก็ปล่อยเขาแต่จินตาไว้กันนะเจแล้วตัววีเดี๋ยวรู้ปันเดี๋ยวนะเป็นนายเจแล้วเต่ารอเราเต้นหัวเรียบพอต่อเต่าขึ้นเรียนนะ